Xin chào. Cái video này liên quan tới những người nào giao dịch Bitcoin hàng ngày. Mình là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư Bitcoin hay nhất tại Việt Nam. Ở đây mình cung cấp tín hiệu, xác suất bao nhiêu phần trăm nó lên, xác suất bao nhiêu phần trăm nó xuống. Lúc nó lên thì cái xác suất, cái phần trăm nó lên tới con số nào là nó ngừng, rồi nó bập bênh đi xuống lại, rồi nó lên tiếp, hay là lúc nó xuống thì cái phần trăm chống lưng nó ở đâu, chống lưng nó ở đâu. Mà dựa vô vậy, mình đã giúp cả trăm người hơn thắng. Chúng tôi đã thắng từ 17.300 đến giờ và thắng. Những cái tín hiệu mình cung cấp là để dùng để chơi spot, nhưng mà nếu bạn có kinh nghiệm dày dặn vài năm trời để dính vô cái thị trường này thì bạn vẫn có thể dùng những cái tín hiệu của mình để chơi future. Và trong cái gia đình thứ hai của mình, cái nhóm nhỏ nhỏ của mình, okay, có những người đã dùng những tín hiệu này mà chơi future và vẫn thắng rất rất là nhiều phần trăm rồi, và bao nhiêu ngàn đô la rồi. Thì nếu nha, bạn hồi đó đến giờ giao dịch Bitcoin mua bán nhưng không có lời, thì ở đây có thể dẫn dắt bạn thì chút được. Ok. Mình mời bạn coi những cái phát trực tuyến. Mình và gia đình mình ngồi với nhau nhiều lúc tới 2 giờ sáng. Ngay cả trăm người ngồi tới gần tới 2 giờ sáng. Bạn coi những cái thông tin đó trước nha. Sau khi mà bạn thấy nó cái sóng của bên mình nó giống như bên bạn thì bạn có thể kết nối. Ok, xin chào các bạn.